Nguy hiểm. Anh ta lấy một con Baku nấp đang. Limang mandirik mang Pinoy ang dumayo sa Vietnam at lumaban kagabi, December 10, 2022. Sa pagbubukas ng kaganapan, ay isang Pinoy agad ang unang lumaban. May alias na Wolverine ang Pinoy na tubong San Andres, Quezon. At ito nga mga bay, ay si Junjun Lanterna Estrada na may professional record na 15 wins with 14 knockouts na may 10 talo at isang draw. Ang kalaban mga bay ay isang Muay Thai champion na na-inlove sa pagbuboxing at ito ang kanyang unang beses na mapalaban na hindi gumagamit ng pagsipa. Ang Vietnamese na ito mga bay ay si Thai Wan Hoi, 26 anyos. Para bigyan ng init ang gabi ng mga boxing fans sa Vietnam mga bay, ay panoorin natin ang highlights ng kanilang laban. Mình và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với sự kiện mở màn cho chuỗi Estrada là võ sĩ ở góc đai xanh thi đấu với chiếc quần màu xanh đai vàng. Đây đầu tiên của Thái Hoàng Huy trên sàn boxing chuyên nghiệp sau 2 năm tập. Anh chưa giành được đáng chú ý và đã quyết định thử sức mình với sàn boxing chuyên nghiệp. Trong khi đó, John Estrada, đối thủ của Thái Hoàng Huy là một võ sĩ có 26 trận đấu nhà nghề với 15 chiến thắng, trong đó 14 cú knock out. Như chúng ta có thể thấy, ngay từ tới từ Estrada, võ sĩ người Philippines đã cho thấy được ưu thế của mình. Thái Hoàng Huy cũng đang thể hiện được tinh thần của mình, muốn phản công cũng tương đối chất lượng. Như chúng ta có thể thấy thì những cú body shot, những cú móc tầm gần của Estrada là vô cùng nguy hiểm. Anh đã có lỗi thời gian và cú knock down. Mahigit sa isang minuto pa lang mga bay, ay bumagsak ang Vietnamese mula sa overhand right at left hook ni Estrada. Tunay ngang nag-init ang gabi ng mga manonood sa performance na ipinakita ng Pinoy. Tới từ tay đấm người Philippines và dường như là trận đấu vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên Thái Hoàng Huy vẫn phải cẩn thận với những tình huống ép công đến từ Estrada. Thái Hoàng Huy đã thể hiện sự hy anh cho rằng mình có lợi thế về tuổi trẻ, anh trẻ hơn đối thủ 6 tuổi. Nhưng quả thực là vào lúc này võ đài chúng ta thấy được sự bất lợi của Thái Hoàng Huy, võ sĩ mới chỉ có 2 năm tuổi luyện boxing. Sau 5 năm thi đấu Muay Thai, đòn đánh áp sát với những cú uppercut rất khó chịu tới từ Estrada. Pha ra đòn đầy sức nặng. Kinh nghiệm mới là thứ quyết định. Chúng ta có thể thấy thì Estrada liên tục tung ra những đòn đấm không ngơi nghỉ, khiến Thái Hoàng Huy chậm lại rõ rệt. Đã có một vài tình huống phản đòn của Thái Hoàng Huy. Trận đấu giữa Estrada và Thái Hoàng Huy là màn so tài ở hạng cân. Đúng như anh Nam Khánh đã nói, đây là một trận đấu khá chênh lệch về nhiều mặt dành cho Thái Hoàng Huy. Đó là một cơ hội để anh có thể cọ sát, để có thể có những trải nghiệm với những cấp châu lục, có cải thiện bản thân. Bên cạnh đó, Fortune Sông Bùa cũng ra đời, có thêm được sự biết đến tới từ võ sĩ của chúng ta sẽ có nhiều hơn kỳ cạnh tranh trong nước. Rất lớn đến từ Thái Hoàng Huy và Estrada. Vừa rồi là một cú tay sau, đòn đấm thẳng chính xác đến từ S đầy tự tin cho Hoàng Huy có cơ. Như ông Lim Song có trận đấu ra mắt trước các sống sót được sau, có thể thấy nhiệm vụ đầu tiên của Thái Hoàng Huy đã không hề đơn giản khi Estrada trọng tài Nhật Lệ buộc phải đến với Hoàng Huy. Một tình huống ngọc dưới rất nặng tới từ những pha phản công quá có kinh nghiệm và với những đòn đánh điều vị trí của mình cho tới những cú body shot. Phần co cụ về phòng thủ thì Estrada bắt đầu thi đấu nhưng liên tiếp bụng phần sườn của Estrada. Hiểu rõ hội tấn công của Hoàng Huy là không nhiều, trong khi đó Hoàng Huy chưa thể tìm ra tấn công hay phản công hợp lý. Thực ra chúng ta vẫn cần phải khen ngợi tinh thần của Thái Hoàng Huy. Hạng featherweight giữa Thái Hoàng Huy và John Estrada đã trôi qua. Ưu thế thì chúng ta đều đã thấy thuộc về làm nên điều gì đó. Ở thời điểm hiện tại khi điều có cặp tay trước thật nhanh. Hình thể thì Thái Hoàng Huy phần nào đó nhỉnh hơn một chút so với Estrada. Anh ta quả thực là Estrada ưa thích đáp trả của Thái Hoàng Huy. Đặc biệt là John Estrada thì anh đang trội hoàn toàn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt trong khi đó chúng ta đều là trận đấu đầu tiên của Thái Hoàng Huy ở đấu trường quyền anh chúng dành cho Thái Hoàng Huy. Còn một khi không thể liên tục tấn công hay tạo ra những tình huống ra đòn đá, phản đòn của Hoàng Huy khá yếu ớt khi ngoài những cú đấm thẳng mặt của Estrada. Trong khi đó thì tốc độ của Estrada vẫn giữ nguyên 15 giây. Khá nhiều đòn đánh chính xác và khá nặng tới từ Estrada. Và vừa rồi là một tình dường như John Estrada đang muốn
đẩy nhanh tốc độ để kết thúc trận đấu này, tung ra những cú body shot vào phần thân người của Hoàng Huy ngay từ những giây đầu tiên của trận. Rất nặng. Chúng ta có thể thấy những pha đá đòn mà Estrada không chỉ chính xác mà còn rất nặng nữa ở thời điểm trong việc di chuyển và tránh né. Liên tiếp là những đấm vòng và những pha body shot vào phần sườn của Hoàng Huy. Đã hơn 30 giây trôi qua nhưng Hoàng Huy vẫn chưa có một cơ hội ra đòn nào khi Estrada liên tục bào mòn thể lực và sức chịu đựng của anh bằng những cú body shot. Tôi tin rằng nếu tiếp tục với nhịp độ này thì Estrada hoàn toàn có thể có cú knockdown thứ hai. Hanggang 4th round lang ang laban na ito mga bay at nahilamusan na masyado ng suntok ang kalaban at puro depensa na nga lang ang nagagawa nito. At makaraan lang ang isang minuto ay mas minabuti ng referee na itigil ang laban at baka mapuruhan pa ang Muay Thai champion. Như vậy là trọng tài Bùi Thị Nhật Lệ đã quyết định dừng trận đấu và một... Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Oh,